Ông Hùng Trần, 54 tuổi, được ra tù sau khi đậu xe trên đường ray xe lửa gây ra tai nạn. Xe lửa Amtrak đụng xe của ông Trần ở Hanahan ở tiểu bang South Carolina. Chiếc xe đã bị mắc kẹt ở trong lớp sỏi trên đường ray do ông ta quẹo không đúng cách và đã nằm ngang đường ray. Người điều khiển xe lửa cho biết là trông thấy ông Trần vẫy tay khi chiếc xe lửa tiến đến gần. Vụ tai nạn khiến chuyến xe bị ngưng trệ đến hơn 3 tiếng đồng hồ. May mắn là không có ai bị thương tích. Nồng độ cồn trong máu của ông Trần được đo vào lúc đó là 0,15. Ông Trần đã bị bắt giữ tại hiện trường, bị cáo buộc là say rượu khi lái xe, khiến cho một chút nữa thôi là thảm họa đã xảy ra. May mắn tiếp theo đó là ông Trần không bị sao và chỉ bị giam trong một thời gian ngắn, sau đó đóng tiền và được tại ngoại. Ở Florida bị tố cáo là gắn dây điện vào cửa nhà để cho điện giật cô vợ ly thân đang có thai. Vào hôm thứ Sáu, 29 tháng 12, cảnh sát trưởng Lackler County viết trên Facebook rằng đây là một trong những trường hợp bạo hành gia đình khủng khiếp nhất mà ông chứng kiến từ trước đến nay. Cảnh sát cho biết là ông Michael Scott Wilson, 32 tuổi, bị bắt ở Knoxville, Tennessee hôm thứ Năm và bị truy tố về tội âm mưu tấn công dã man một phụ nữ có thai và ăn cắp vũ khí. Nghi can Wilson bị giam với số tiền tại ngoại được ấn định đó là 150.000 đô la và được đưa về Florida chờ ngày ra tòa. Hiện là không rõ là ông có luật sư đại diện hay là không. Cha của người phụ nữ gọi cảnh sát sau khi ông Wilson đưa ra một số phát biểu đáng nghi ngờ về chuyện không nên để trẻ em đến gần cửa ra vào căn nhà. Khi đến nơi thì cảnh sát thấy cửa trước của căn nhà đã bị chặn và có vết cháy. Khi đá cánh cửa thì cảnh sát thấy tia lửa lóe lên. Người phụ nữ Việt Kiều hoảng loạn gào khóc trong căn nhà rực lửa ở khu phố Tây được cảnh sát giải cứu ra ngoài vào sáng ngày 31 tháng 12. Khoảng 6 giờ 30 sáng nay, người dân đã phát hiện lửa bùng phát lên tầng 1 của căn nhà 5 tầng trong hẻm 148 Bùi Viện thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Sài Gòn nên đã hô hoán dập lửa. Thời điểm này, bên trong căn nhà có bà Phan Thị Sen, 62 tuổi, mang quốc tịch Pháp đang hoảng loạn gào khóc không thể tự thoát thân. Nhận tin báo, công an phường Phạm Ngũ Lão nhanh chóng có mặt để triển khai công tác chữa cháy tại chỗ, đồng thời giải cứu bà Sen ra ngoài chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Nhất điều khiển xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau 20 phút đồng hồ. Vụ hỏa hoạn khiến cho bà Sen bị bỏng ở tay, ở mặt. Nhiều vật dụng trong căn nhà 5 tầng đã bị thiêu rụi, hư hỏng. Đường Bùi Viện còn gọi là khu phố Tây và có khoảng 20 con hẻm thông qua các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đậu. Nơi đây tập trung rất nhiều du khách nước ngoài đến lưu trú và du lịch. Kitty Trailer đã bị tòa án Bangkok kết án hơn 13.000 năm tù vì vận hành hệ thống đa cấp lừa đảo khoảng 40.000 người. Tòa án hình sự Bangkok ngày 29 tháng 12 kết luận Perit, 34 tuổi, đã thực hiện 2.653 vụ lừa đảo, tuyên án 5 năm tù với mỗi vụ, tổng cộng là 13.265 năm tù. Perit còn lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền, nâng bản án lên 13.275 năm tù. Theo Bangkok Post đưa tin như vậy, theo các công tố viên từ ngày 1 tháng 8 năm 2015 cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2016, Phudy đã cùng đồng phạm là người hiện là chưa bị bắt, tổ chức nhiều hội thảo, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn tham gia kinh doanh mỹ phẩm, ô tô đã qua sử dụng, xuất khẩu hàng hóa.
Họ cam kết là trả lợi nhuận 1% mỗi tuần và thêm 5% cho những ai tuyển mộ được thành viên mới. Khoảng 40.000 người đã bị thuyết phục và đổ hơn 160 triệu đô vào hai công ty của Pudit. Pudit bị bắt vào hồi tháng 8 tại quận Hoa Quang Quang, Bangkok và không được tại ngoại. Pudit thành khẩn nhận tội nên tòa giảm một nửa bản án xuống còn 6.637 năm và 6 tháng tù. Tuy nhiên, Pudit sẽ ngồi tù tối đa là 20 năm do luật pháp của Thái Lan quy định. Với mỗi tội danh hình sự, án tù tối đa chỉ là 10 năm. Mỗi công ty của Pudit bị phạt là 20 triệu đô và phải hoàn trả khoảng 17 triệu đô cùng khoản lãi tương ứng lãi suất là 7,5% trên một năm cho 2.653 nạn nhân đã được xác định. Tạp chí 81 tuổi Travel Plus Leisure, người mang hộ chiếu Đức có thể thăm 177 quốc gia trên toàn thế giới mà không cần visa. Nhưng hộ chiếu của Đức vẫn chưa phải là uy quyền nhất khi so hộ chiếu của dòng chiến sĩ toàn quyền Malta. Independent cho rằng đây là vùng lãnh thổ có chủ quyền được Đức Giáo Hoàng Pascal công nhận vào năm 1113, đồng thời cũng là nơi có hộ chiếu hiếm nhất trên thế giới. Trên thực tế, chỉ có 500 cuốn hộ chiếu như vậy lưu thông toàn cầu hiện nay, tất cả đều phải theo lệnh đặt trước. Hộ chiếu ngoại giao của dòng chiến sĩ toàn quyền Malta chỉ được cấp cho các thành viên của Hội đồng Tối cao Chính phủ, những người đứng đầu và các thành viên của cơ quan ngoại giao, cũng như là những người thân, con cái của họ. Một số ít trường hợp ngoại lệ, hộ chiếu này còn được cấp cho các nhân vật cao cấp, phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt. Hộ chiếu chỉ có hiệu lực trong 4 năm, và liên quan chặt chẽ với nhiệm kỳ làm việc của người sở hữu. Dòng chiến sĩ toàn quyền Malta duy trì quan hệ ngoại giao với 106 tiểu bang. Điều này có nghĩa là tất cả tiểu bang này chấp nhận hộ chiếu ngoại giao như là một hình thức nhận dạng hợp lệ. Cuốn sổ thậm chí là còn bao gồm các tính năng sinh trắc học và phù hợp với những tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Hiện tại là nhóm người sở hữu hộ chiếu này xuất hiện ở 120 quốc gia, giúp đỡ mọi người thông qua các hoạt động y tế, xã hội và nhân đạo, đặc biệt là khu vực có xung đột vũ trang, thiên tai. Họ cũng là quan sát viên thường trực của Liên Hợp Quốc. Dòng chiến sĩ toàn quyền Malta hiện có hơn là 13.500 hiệp sĩ và giáo sĩ cùng 80.000 tình nguyện viên, 25.000 nhân viên. Do đó, việc được sở hữu một trong 500 cuốn hộ chiếu đáng mơ ước thậm chí còn vô cùng hiếm hoi với những người này. Từ năm 2005, giới chức California đặt vấn đề về việc cư ngụ gần xa lộ. Họ khuyên là nên ở cách xa lộ ít nhất là 150 mét. Khoảng cách này giúp cho cư dân tránh được ô nhiễm do giao thông gây ra, nhất là cho trẻ em. Lời khuyên này dựa vào quyển Air Resources Board 2005 Handbook của tiểu bang, cho rằng ở gần xa lộ thì dễ bị suyễn, đau tim và những chứng bệnh khác. Tuy nhiên, đầu năm nay, năm 2018, Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm thay đổi lập trường. Họ đặt trọng tâm vào thiết kế xây dựng, như trồng cây nhiều, gắn máy lọc không khí, thay vì giữ khoảng cách an toàn, theo báo Los Angeles Times. Sự thay đổi này được giới kinh doanh và xây dựng hoan nghênh vì khoảng cách giữa khu nhà và ở xa lộ ảnh hưởng đến giá nhà. Ông Scott Bruin, giáo sư y tế dự phòng tại Đại học USC, nó là kết quả nghiên cứu mới nhất này làm cho người ta tưởng là xây nhà và trường học gần xa lộ là an toàn. Giới chức tiểu bang cho biết họ đã chuẩn bị thông tin khoa học mới nhất cho những người làm luật để giảm thiểu ô nhiễm, ngay trong thời gian tiểu bang muốn khuyến khích xây dựng nhà cửa gần trạm xe, vốn ở cạnh xa lộ. Trong khi cuộc tranh luận chưa ngã ngũ thì cư dân ở gần xa lộ vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Ít người quan tâm đến việc sống gần xa lộ có ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và gia đình như thế nào. Ông Hải Mã, cư dân của Gandrow, ở dưới chân cầu xa lộ 22 nói: "Tôi ở đây khoảng 3 năm rồi, tôi không thấy sức khỏe chúng tôi bị ảnh hưởng gì." Nhắc lại thời gian mới dọn về, ông Hải sực nhớ:
Lúc đầu tiếng xe ồn ào có làm tôi hơi khó chịu, nhưng cái gì cũng quen thôi. Bây giờ trong nhà tôi không ai để ý tới xa lộ nữa. Bà Kim Phạm ở Huntington Beach ra chừng 6 năm, nhà gần xa lộ 405, và có người con gái 5 tuổi bị xuyến, nhưng tôi không biết là có phải là do gần xa lộ hay là không, vì con trai của tôi cũng bị xuyến hồi chúng tôi chưa dọn về đây. Hàng xóm tôi người Mỹ trắng ở đây trên 10 năm và không thấy họ than phiền gì cả. Bà này chia sẻ như vậy. Cô Tina Nguyễn sống trong khu vực gần góc đường Trask và đường Jockey, Gun Road. Gần xa lộ 22 nói rằng, vợ chồng tôi rất ít ở nhà, đi làm cả ngày, tối khuya mới về, sáng lại đi sớm. Ở nhà thì tôi đóng cửa nên cả hai người chưa bị ảnh hưởng gì nhiều. Bà hỏi hay là phải ở lâu nữa mới bị. Lại có người thì cho việc ở gần xa lộ là một thói quen. Anh Kim Lê ngụ tại Costa Mesa cười rằng, tôi ở đây gần xa lộ 405 khoảng 4 năm. Cả tháng đầu tôi mất ngủ vì tiếng xe ào ào cả ngày lẫn đêm. Nhưng bây giờ mỗi lần qua nhà mẹ tôi giữ nhà qua đêm thì tôi ngủ không được vì yên tĩnh quá. Còn anh Lý Hữu Tâm, hàng xóm của anh Kim, nói rằng cũng giống như anh Kim, bị mất ngủ chừng 2 tuần đầu. Nhưng bây giờ tôi thấy tiếng xe cũng giống như là tiếng suối thôi. Nói về ảnh hưởng sức khỏe vì ở gần xa lộ thì cả hai người cũng không thấy mình bị gì. Giới chức chuyên trách về ô nhiễm môi trường của tiểu bang cho hay họ sẽ có phần bổ sung cho Air Resources Board 2004 handbook. Ông Alan Greenlee, giám đốc điều hành Southern California ASSN Non-Profit Housing, nói là ông rất vui khi bị hệ thống lọc không khí và thiết bị chống ô nhiễm. Người ta có thể sống ở trong khu vực lành mạnh và vừa túi tiền của mình. LA Times viết như vậy. Một số nhà bảo vệ môi trường không nghĩ như vậy. Phần đông thì ủng hộ việc tiểu bang đẩy mạnh phát triển khu cư dân gần trạm xe công cộng. Nhưng nếu không có khoảng cách thì chính sách này sẽ có hậu quả không tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.